Thưa quý vị, với tâm thế đồng hành cùng doanh nghiệp và kỳ vọng doanh nghiệp cả nước nói chung, Bến Tre nói riêng ngày càng phát triển lớn mạnh bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần vào tiến trình xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh văn minh. Ngày 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Hiệp hội Phát triển Hàng Tiêu dùng Việt Nam FACOD tổ chức diễn đàn doanh nghiệp FACOD Bến Tre về hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Tham dự diễn đàn có ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Đức Kiên, thành viên Hội đồng Tư vấn Giám sát Tài chính của Chính phủ, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch FACOD. Về phía tỉnh Bến Tre có bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, hiệp hội của tỉnh Bến Tre, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố cùng hơn 350 doanh nghiệp trên khắp ba miền Bắc Trung Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam nhận định diễn đàn doanh nghiệp FACOD Bến Tre về hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích sự nỗ lực chung tay của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nhân, doanh nghiệp khắp mọi miền Tổ quốc quy tụ về Bến Tre cùng giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại du lịch. Qua đó cùng tìm ra các giải pháp phát triển hiệu quả, đảm bảo sự nhất quán, hợp pháp và hợp lý, góp phần hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo sự lớn mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp, đủ sức cạnh tranh và đứng vững để phát triển trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có tác động rất lớn đến sự phát triển chung của đất nước, nhất là trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay. Với tinh thần đó, tôi rất mong diễn đàn doanh nghiệp FACOD Bến Tre về hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống tôn vinh vai trò của doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cơ hội để các doanh nhân, doanh nghiệp trên khắp ba miền được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lẫn nhau và với các chuyên gia diễn giả. Qua đó, chúng ta tìm ra các giải pháp phát triển hiệu quả, đảm bảo nhất quán, hợp pháp, hợp lý, góp phần hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo sự lớn mạnh không trong hoạt động của các doanh nghiệp, đủ sức cạnh tranh và đứng vững để phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Tại diễn đàn, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương, Hiệp hội Phát triển Hàng Tiêu dùng Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, các diễn giả, doanh nhân, doanh nghiệp đã có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sát thực tiễn. Đặc biệt với tham luận của các chuyên gia về các chủ đề, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp trong thời gian tới, dòng chảy xanh trong sản phẩm của doanh nghiệp bền vững, chính sách tiền tệ và tỷ giá tác động đến doanh nghiệp trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đã chia sẻ những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm thiết thực hữu ích, góp phần hỗ trợ, giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức và tận dụng tối đa các cơ hội sẵn có để định hướng doanh nghiệp phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững. Theo các chuyên gia, chuyển đổi từ kinh doanh vì lợi nhuận sang kinh doanh có trách nhiệm, kinh doanh bền vững đã trở thành xu hướng chung trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Trong đó, mô hình kinh tế tuần hoàn được xem là ưu việt, được các nền kinh tế trên thế giới hướng đến, trong đó có Việt Nam. Trong mô hình kinh tế tuần hoàn, không có khái niệm thải bỏ, thay vào đó, các dòng nguyên vật liệu luôn được luân chuyển, tái sinh, kéo dài dòng đời tối đa, và thậm chí rác thải cũng trở thành một nguồn tài nguyên quý giá. Đi ngược lại xu hướng chung của thế giới, doanh nghiệp sẽ bị đào thải khỏi thương trường, nơi người tiêu dùng, các nhà đầu tư, nhà quản lý và các bên liên quan ngày càng đề cao tính bền vững của sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường trong nước và thế giới vẫn đang đối mặt với ngày càng nhiều thách thức do biến đổi khí hậu, sự dịch chuyển chuỗi giá trị, yêu cầu của các đối tác thị trường theo hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững, xu hướng kinh tế xanh, kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là các cam kết của Việt Nam khi tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, đang đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp Việt Nam cần phải đổi mới để bắt kịp xu thế mới, nếu không sẽ bị sức cạnh tranh và sẽ mất đi những cơ hội tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Nắm bắt được những thực trạng và xu hướng trên, Chính phủ đã nhanh chóng ban hành hàng loạt các chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động trong thời gian qua. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững thực sự trở thành một động lực phát triển cho nền kinh tế. Trong khuôn khổ diễn đàn VACOD, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre và Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết nhóm hợp tác chung với mục tiêu thường xuyên phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, hợp tác liên kết, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, quảng bá, phát triển thương hiệu, tổ chức các chương trình tọa đàm, tuyên truyền các hoạt động phù hợp với định hướng phát triển của từng tổ chức. Từ sự kiện này, VACOD, tỉnh Bến Tre và các doanh nghiệp cũng kỳ vọng trong tương lai sẽ nhận được sự quan tâm hỗ trợ đặc thù dành cho Bến Tre từ các cấp lãnh đạo trung ương, từ đó góp phần tạo động lực hỗ trợ, đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững.